Chào cô chú anh chị nha. Nãy hai anh em mình có mặn mới chuột định xào rau răm của chú anh chị. Nãy anh mặn chuột nó hơi có máu nên mình không có quậy. Giờ mấy chuột em mặn xong rồi. Mở nè cô chú anh chị. Nhìn mấy chuột này ngon ghê. Nãy còn nào nấy trắng bóc. Giờ mấy anh em sẽ làm rau răm nha. Thái hôm nay cắt chuột ra nấu cô chú anh chị xào rau răm. Hai thằng xào nhiêu đó hả? Bỏ luôn vô xào luôn hả? Bỏ luôn vô xào cái một đi khỏi làm xáo quá. Cũng con một nhậm gì. Hai anh em tự sinh tự diệt luôn cô chú anh chị. Anh em ở đặt gặp xong ở vòng khu này nhà cửa gì đâu ở còn đi đồng không mà đi lang thang lý thứ để lên thì xào cho nó săn đi. Không biết xào rau găm hai anh em xào lần đầu có để nước màu không? Biết cái lò củi không? Rồi gầm chắc lát cắt hai được hả? Khỏi cắt hả? Chứ giờ ăn vô chưa có mở hả? Mở có mấy con chuột nhóc chừng rồi. Đường chứ chè gió ra đi, dở gió ra đi cho nó bay qua. Giỡn, hai con cắn lộn ấy. Trời ơi, im của chú chị ơi. Lương nè, chuột nè. Hôm nay mấy này mình chích được mấy con chuột mỡ, bắt được mấy con chuột mỡ về đây. Béo anh luôn. Béo lông này. Thái TV xào. Thái xào ngon lắm cô chú anh chị. Sao lúc này em cũng làm đồ ăn cũng được mà sao giờ lúc này làm đồ ăn hơi bị mặn á. Bỏ rau găm vô chưa? Rồi. Rồi đổ nước hết luôn. Xong luôn. Nhiều đó được rồi. Mấy anh em ăn phải có nước chan mới được của chú anh chị. Xào khô quá ăn cũng ngon. Hết rau băm luôn, ít rồi. Nãy mấy anh em mình tính xào lá cách. Mình thấy nói lá cách đắng quá nên mấy anh em mình không có ăn đắng được. Nên bỏ, hủy xào lá cách. Đi mua rau băm luôn. Mấy anh em không ăn đồ đắng được. Lựa chuột ăn còn lá cách để lợi. Hai anh em mình không có biết nhậu. Có ông cậu không biết nhậu. Nãy rủ là ăn cơm với chuột mà không yêu. Mua bia nữa. Hết biết bia. Rồi. Tối đi thăm chuột đi đặt 12 cái ngục nữa nè. Ngu bia lại cho muốn mình nên đúng luôn. Thiếu gì không?
Rồi. Này kho rau găm luôn rồi. Nồi cơm chín rồi đó. Chắc bữa hôm mua nửa ký quá. Ho ho nhiều nhiều dữ chưa. Nhiều còn được nhiều. Nãy mua 2.000 rau găm không đủ. Nhiều lắm. Chắc mua nửa ký rau găm 4-5.000, 5.000 rau găm hình như bữa hôm mua 5.000 rau găm hay gì. Chồng hai gói vô. Trời ơi, trời ơi. Sắp sửa lụm mày. Thái đang thử, đang nếm. Thiếu rau găm nhiều hả? Tại sao lần đầu ơi, lần sau rút kinh nghiệm ơi, lần sau mua ký gửi. Về sao cho đã. Rồi sợ rồi. Rồi để mình video ở đây cái đi rửa cái nồi đó với cái giá bữa cơm. Lụm của chú anh chị. Thái tự làm tự quất á. Ngon. Ngon thiệt, ngon thiệt. Mua là 5.000, 10.000. Mua có 2.000 rau găm xào lên còn có mấy cọng. Nồi chuột nhỏ lắm hả? Đậu bọng nữa. Mỏ bị lát luôn rồi. Có khứa lương chào rau găm, quất khứa lương rồi à. Lương cũng chào rau găm không? Cũng được á nha. Cũng ngon á. Đi vô đây đi chợ á. Anh đi mua đồ. Thấy vô chéo đi về. Rau găm này trời ơi. Rau găm nhiều không dám ăn. Ăn thử hết rau găm. Ừ, rau găm mà ngon. Lương xào rau găm cũng im á. Khỏi khỏi xả. Quay em, quay em.